Chào tất cả các bác. Chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu với mọi người về cái cây hạc vĩ Thiên Cung, hay gọi là hạc vĩ Đài Loan ấy. Cây này nó là một trong những cây mà mọi người hay nhầm nó là cây hạc vĩ rừng. Cây này nó là cây công nghiệp và nó là một cái trong những cái cây hạc vĩ, cây lai tạo và cây nhân tạo được rất là nhiều người biết đến. Màu sắc với độ siêng hoa và bông hoa khá là đẹp. Ở trong cây hạc vĩ thì cây này thì nó không khác gì một cái cây hoa hạc vĩ bình thường cả. Những cái thông tin tìm hiểu và những cái hiểu biết của em ấy thì cây này nó là cây hạc vĩ Đài Loan nhân tạo, và nó là một cái cây nếu mà để nói về tìm hiểu về những cái cây đấy ấy, thì chúng ta có thể biết rằng nó là những cái cây Aphelium. Những cái cây này thì nó có tên khoa học và chúng ta có thể tìm hiểu từ tên khoa học và biết được những cái cây này. Nhưng nếu như mà nó là một cái cây lai ấy, nó mà là một cái cây hạc vĩ lai hay là một cái cây trầm lai, hoàng thảo vôi lai hay cây gì lai ấy, thì em cũng sẽ biết được. Bởi vì thứ nhất là nó có thông tin. Cái thứ hai là những cái cây mà được lai tạo thì nó sẽ có thông tin đầy đủ và cái dạng thân lá của nó sẽ có sự thay đổi. Nhưng còn cái cây hạc vĩ Thiên Cung này thì cái thân lá của nó thì vẫn y là cái cây hạc vĩ thôi, chứ nó cũng không có gì là thay đổi quá nhiều. Tiếp đến với cái bông hoa của nó thì cái cấu trúc cái bông hoa của nó và màu sắc thì nó cũng chỉ giống với cây hạc vĩ thôi. Nó giống với cây hạc vĩ và thân lá của nó cũng giống cây hạc vĩ. Đấy, chứ nó không có gì thay đổi quá nhiều. Thì nó cũng chỉ là một cái cây hạc vĩ chúng ta có thể hiểu nôm na nó là một cái cây dạng như của bún nở. Có nghĩa là cây biến đổi gen ấy. Chúng ta cứ hiểu nó là một cái cây lai tạo, nhưng mà lai giữa cây hạc vĩ với cây hạc vĩ thì nó là cái cây biến đổi gen, và cái cây hoa một tím đậm. Và thân lá thì cây nó khỏe hơn cây rừng. Còn những cái cây 2N thì mọi người có thể tìm hiểu đấy. Thì cái sự thay đổi về cấu trúc gen của nó thì nó những cái cây 2N là những cây gốc một bố một mẹ. Còn những cái cây như này có thể nó biến đổi. Thì nó là 4N. Thì cái dạng 4N thì mọi người có thể xem tìm hiểu. Em cũng viết rất là rõ trên web. Rất là rõ ràng về cái sự biến đổi của nó. Bởi vì riêng cái cây hạc vĩ này thì người ta chỉ gọi là hạc vĩ Đài Loan thôi, nhưng mà nó có nhiều cái cây về Việt Nam ấy thì nó có nhiều cây tên. Có người thì gọi là hạc vĩ rừng, có người thì gọi là hạc vĩ công nghiệp, có người thì gọi là hạc vĩ Thiên Cung, có người thì gọi là Thiên Cung, có người gọi là Thiên Cung Lưỡi Búa. Nhưng mà nó cũng dạng lai tạo như kiểu là chúng ta hiểu là cái dạng F1, F2 á, thì nó sẽ có những cái lô rất là đậm và có những cái lô màu nhạt hơn. Nó có những cái lô cây màu đậm và màu nhạt khác nhau. Cây công nghiệp mà, cho nên là nó cũng có cái nọ cái kia. Nó cũng như kiểu là anh chị chơi giả hạc châu Như á. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là những cái cây mà nó nhân tạo thì nó không hẳn là hoa sẽ giống hệt nhau, nó cũng sẽ có cái khác hơn. Nhưng về cơ bản là nó khá là rẻ, giá thành giá hợp khá hợp lý. Nên là mọi người có thể sưu tầm một cái giò to và rất nhiều hoa như thế này thì chúng ta cũng thấy rất là đẹp và dễ trồng, đúng không ạ? Thì đây em sẽ giới thiệu sơ qua về cái phần thân lá cũng như là hoa cũng như là cây theo những cái kiến thức của em biết, để mọi người cùng nhận biết. Khi mà đi mua cây thì chúng ta có thể là mua được chính xác cái cây mà mình muốn qua thân lá, là chúng ta cũng thể nhìn được tương đối rồi. Đây thì em sẽ nói về cái cây hạc vĩ này. Thì cái cây này thì nó là hạc vĩ Thiên Cung á, thì thân lá của nó gần như là xanh sạch, nó vẫn có khắc màu tím, anh chị thấy không ạ? Khắc màu tím hoặc chúng ta gọi là nhẫn. Đây, xem cái cây trên này. Đấy, nó có khắc màu tím lắm. Thì gần như cây nào nó cũng có những cái đó, anh chị nhé. Cây nào nó cũng có. Mình nhìn mặt dưới nó này. Đấy, đây, cái cây này. Đấy, thân của nó gần như là xanh sạch, xanh trong. Nhưng mà nó vẫn có nhẫn ở cái khắc cổ lá này, nó màu tím. Đấy, thấy không? Cổ lá màu tím. Thân nó rất là nhỏ. Thân nó có thể dài đến khoảng 1 mét hoặc hơn. Nó như kiểu là cái cây thân nó khá giống với cây hoa hồng đỏ, giá hoa hồng đỏ khá giống nhau. Thân nó nhỏ từ 0,3 đến 0,5 cm. Thân to mập thì nó chỉ tầm 0,7 là thôi, bởi vì thân nó cũng không to lắm. Đại loại nó sẽ nhỏ hơn được 1 cm, rất là bé. Anh chị có thể nhìn thấy là nó rất là bé đây. Nó rất bé. Thân nó chỉ 0,3 đến 0,5 cm đường kính của nó. Đấy, thân nó nhỏ, mềm,
Và khi mà ra thì cái này nó rủ xuống luôn, bởi vì thân khi nó dài nó sẽ rủ xuống, bởi vì do nó nặng mà. Tiếp đến là cái phần hoa của nó nở vào dịp như bây giờ đang là tháng 4. Nó sẽ nở vào dịp tháng 3, tháng 4, tháng 5, phụ thuộc vào cái vị trí mà nhà mình trồng. Khi mà anh chị trồng mà nó cắt nước sớm thì nó sẽ nở sớm hơn chút, và cắt nước muộn thì nó nở muộn hơn. Đấy, như đây thì nó rất là nhiều thân, và nó cũng có thân nở dày và thân nở ít hoa. Đấy, có cái thân bên tít bên kia thì là nó chiếm khoảng tầm 30% chiều dài của thân cây. Có thân thì nó sẽ chiếm khoảng 50%, có thể 60-70% là cái tỷ lệ nở hoa. Độ dày hoa của nó phụ thuộc vào cái việc là chúng ta trồng nhiều nắng hay ít nắng. Càng nhiều nắng thì nó càng ra nhiều hoa anh chị nhá. Và rụng lá sớm thì nó cũng ra nhiều hoa. Đấy là theo những kinh nghiệm của em. Cái này thì có hương thơm và hương thơm nhẹ. Hoa của nó thì là màu trắng tím, khá là dễ nhận biết, nó giống với hạc vĩ thôi. Nhưng cây này nó dễ hoa hơn hạc vĩ và sai hoa hơn. Và cái cơ bản là cái cây công nghiệp. Cái cây công nghiệp nên là màu nó đồng nhất. Cây công nghiệp nên là màu nó đồng nhất, nó không bị loãng như là cái cây hạc vĩ rừng Việt Nam. Khi mà anh chị sưu tầm hạc vĩ rừng ấy, thì khi mà mua một giò thì nó sẽ có thể là có cây đậm cây nhạt thì màu nó sẽ lôm nhôm kiểu dạng đó. Thì chúng ta mà muốn một màu đồng nhất như này, chúng ta phải mua những cái dề hạc vĩ. Hạc vĩ rừng ấy, anh chị nên mua những cái dề to. Mua những cái dề thì chúng ta nở hoa thì nó mới được đồng nhất như này. Thì khi mà nở nhiều hoa như này đồng nhất thì nhìn nó rất là đẹp. Bởi vì nó là màu nó giống nhau mà. Màu nó giống nhau, đậm thì cũng đậm, tắt hoặc nhạt thì cũng nhạt hết. Thì nó đẹp. Nó như kiểu là cây hạc vĩ trắng ấy, nó trắng cả giò luôn. Chứ cây trắng cây hồng thì nó cũng không được đẹp lắm. Đấy, cho nên là những cái cây như này anh chị nên mua một dề to hoặc nhỏ thì tùy. Nhưng chúng ta nên trồng một loại và một giá thể thì khi nó nở thì sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Như cây này đây là nó là nở đồng nhất màu, thế nên là nhìn nó rất là đẹp. Chăm sóc cây này thì nó cũng dễ, không khó. Cây này thì nó ưa khô một chút, cũng có thể trồng một chậu được. Nhưng trồng chậu anh chị nên lưu ý về độ ẩm, tưới nước cho nó. Còn như đây thì em ghép vào một cái cục dớn hay là chúng ta có thể ghép cục gỗ cũng được, bởi vì cây này thân nó rất là mềm. Nó ra cái là nó sẽ rủ xuống luôn, nó sẽ rủ xuống như này. Chúng ta muốn trồng dựng cũng không được, trừ khi chúng ta phải kẹp vào cái que, nhưng mà nó sẽ không đẹp. Các bác cứ trồng cục gỗ ghép này. Riêng dòng thiên cung bởi thân nó mềm, nó ra cái là nó sẽ ngả xuống luôn, nó sẽ rủ như này, rất là đẹp, đúng không ạ? Ở trên nó thì anh chị có thể buộc phân tan chậm thì các anh chị tùy sở thích của từng người dùng loại phân nào nhé. Thế nó phù hợp với nhà mình. Anh chị có thể dùng phân dê, phân chuồn quế, hoặc là cái phân những cái phân tan chậm của Đài Loan, Nhật Bản hay là của Việt Nam cũng rất là nhiều loại. Anh chị nên chú ý về cái tỷ lệ độ tan của nó nhé. Ví dụ như phân hữu cơ thì chúng ta nên cho khoảng từ 3 đến 5 tháng ta cho một lần, 3 6 tháng cho một lần. Còn những cái kia là khoảng từ 6 tháng 9 tháng, những cần phân Nhật phân Đài ấy. Đấy, 6 đến 9 tháng, nhưng thực ra 6 tháng là đã hết dưỡng chất rồi. Nếu mà theo những cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất ấy. Nhưng mà chúng ta nên để quá nó lâu hơn một chút cũng chẳng sao à. Bởi vì cơ bản như cái cây này thì nhà em dùng phân chuồn quế thì cho nó vào nó vẫn phát triển rất là tốt. Cái này là dạng gốc hoặc là kỳ 52 là nó cũng thể đạt tầm 60-80 rồi. Đấy, thì nó là một cái rất là dễ và rất là dễ trồng. Anh chị nên lưu ý về cái việc là để nó ghép hơi khô một chút, đừng ghép trên rêu. Ghép trên rêu nó ẩm quá thì cái tỷ lệ rễ nó bị hỏng nhiều và sau khoảng 2 năm mà chúng ta sẽ phải thay sớm hơn là những cái giá thể khô này. Bởi vì khô thì ít khi mấy con bọ nó biết nó có thể ở được, khô và thoát nước này. Đấy, nhìn nó cục dớn, nó cục gỗ anh chị nhé. Thì đấy là một trong những số những cái mà về cái hiểu biết của em về cái cây hạc vĩ thiên cung, thì mọi người có thể xem tham khảo thêm trên các bài viết của em viết rất là rõ, mọi người có thể cùng tham khảo và nuôi trồng nó một cách tốt nhất và dễ hoa nhất. Đây là một cái giò hạc vĩ thiên cung rất là siêu hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan đẹp cũng như là hoa lan đột biến cũng như các loại hoa lan khác giới thiệu cho các anh chị. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.